À, chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Thầy Trung chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn về tài lộc. Hôm nay thầy Trung sẽ có bài nói tiếp theo về vấn đề về bàn tay nữa ha. Thì bàn tay thì chúng ta thường thường chúng ta xem coi bàn tay chúng ta có bao nhiêu cái khe ha. Đó, thí dụ như cái khe hở, một khe hở, hai khe hở, ba khe hở. À, thì bàn tay ai thì cũng có ba khe. À, thì thường thường có những người á, thí dụ như cái bàn tay chúng ta thấy cái đường này mà nó đi chạy thẳng vô đây ha, á, mà nó có khe rộng quá á, thì đương nhiên là chúng ta phải sao dùng cái chiếc nhẫn chúng ta đeo để chúng ta gọi là chúng ta sao giữ tài, gọi là giữ tài đó ha, giữ tài. Thì hôm nay thầy không nói vấn đề đó nữa mà thầy chung nói về cái khe ha, cái khe hở là hở nè ha, dù chúng ta khép lại thì chúng ta lấy một hở nè ha, dòm 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 đây thấu qua bên kia ha. À, thì nó có ba dạng, ba cái loại, một khe, hai khe, ba khe, và một cái nữa là bàn tay rất là khích rịch, không có khe nào hết, là bàn tay gọi là dây thịt. À, dây thịt thì thầy Trung sẽ nói về cái bàn tay mà dây thịt thì như thế nào ha. Thì thường thường á, theo thầy Trung á, kinh nghiệm á, đối với những người bàn tay á, mà dây thịt thì đương nhiên cuộc đời của họ là sao, là hưởng thụ là nhiều. À, hưởng thụ là sao, là bàn tay họ sao họ thích đó, gọi là cuộc sống đầy đủ vật chất mà lẫn về tinh thần. À, nhất là cái bàn tay mà thí dụ càng đẹp đó, dây thịt thì nó có ba loại, ví dụ như dây thịt thì nói nó dây bàn tay nó đẹp khác, còn những người bàn tay dây thịt thì sao nhưng mà nó cứng nó thô quá thì nó cũng khác ha. À, chúng ta thầy nói đây là không phải nó còn nhiều quá, chúng ta phải phân biệt nữa ha, chứ không phải nói nó khích. Thì có những bàn tay còn khích gọi là bàn tay vuông khích, bàn tay hình chóp bằng búp măng nó khích. À, mấy người bàn tay mà bút măng khích á, thì bàn tay đó mới là tốt vấn đề về bên là nghệ thuật ha. À, ta sửa thích sửa soạn ăn diện ha, đầy đủ vật chất, thích được người khác phục vụ mình, thích chỉ huy, nói chung là sống hơi có gọi là cái tính chất gọi là hơi màu mè một chút. Thì đối với bàn tay dày thịt vậy nó no này thì người ta được sung sướng, mà người ta sung sướng thì ở đâu, thì đương nhiên cái số người ta sung sướng thì phải có cái người phải phục dịch người đó thì đương nhiên họ mới sướng. Thì những họ hồi sướng thì đương nhiên sao, họ dở, họ là về lao động thì họ hơi lười tại vì có người phục vụ rồi ha. Thì những người tay đó thì có những người thầy nói lên cái bàn tay đó bàn tay thụ hưởng không, thì đương nhiên cái bàn tay người ta thụ hưởng là bàn tay người ta sướng, bàn tay ta sướng thì có người phục vụ. Giống như mình lấy một cái người vợ thí dụ như nó hơi dở, nó thụ động thì về lấy là chồng nuôi không á, nó ăn nó sửa sàng. Còn đàn ông cũng vậy, có bàn tay được cái tướng đó, cái tướng gọi là vợ ha, nó thanh nhàn đó, thì đương nhiên rồi xong lấy vợ về vợ nuôi chết luôn á, ăn là lỏng nhỏng đi tối ngày không làm được việc gì hết, bởi người sao người ta coi về cái tướng đó. Thì thì Trung sẵn đây nói xem cái tướng đàn ông thì nó có hai tướng. Thứ nhất là cái tướng bụng bí đao, bụng bí đao và bụng bí rợ. Thì có những cái câu người dân gian người ta nói á, cái câu nghe nó hơi thô tục mà nó hơi đời thường thì thầy Trung cũng đây chia sẻ nói thẳng luôn ha, chứ cũng không có nói gì mà văn qua màu mè. Cái đời thực thì hay hơn. Cái bụng bí đao ta nói là ăn như bào mà làm thì như cức nó, cái câu ta nói nghe nó vậy đó. Còn cái bụng bí rợ ở đợi mà ăn đó, nghe nó hơi không có ấy ha. Thì thầy Trung cái gì mình nói cho nó đúng sự thực vậy thì nó nghe nó hay ha, không có cần người văn qua. Cái bụng bí đao là sao, cái bụng mình ở trên nó thẳng xuống ha, nó thì chúng ta thấy cái bụng mình nó xuống ruột từ trên đến dưới ha, nó có gân nó tròn mà nó không có bự, nó thẳng từ trên nó giống như cái bí đao. Chúng ta bí đao tôi biết dở lắm, ăn thì nhiều mà làm thì ít, nói về tướng ấy. Còn cái bụng bí rợ thì thầy cũng lỗi thì giống mấy ông mà thí dụ bụng như bia đó ha, bụng bia thì nó khác ha. Thì mấy cái bụng mà thường thường bụng bí rợ giống như bia, ốm thì cũng như vậy ha. Mà mập lên cũng vậy, nó tròn giống như trái bí rợ vậy. Thầy nói ở đợi mà ăn thì nó hai cái tướng đó thì nó hơi xấu ha. Cái câu nói là gì, bụng bí đao ăn như bào mà làm như cức, mà gọi là bụng bí rợ ở đợi mà ăn đó ha. Câu rất là hay, cái đó là xem tướng nó cũng gọi là tương đối nó cũng chính xác đó ha. Rồi thì trở lại vấn đề về cái bàn tay cái khe. Thì thường thường cái bàn tay mà nó khích trịch hết á thì nói chung là tốt ha, nó được giàu sang phú quý. Số thì nói chung là cũng dư giả, làm thì dở nhưng mà số gọi là hưởng thụ may mắn hơn những người khác rất là nhiều đó. Có, chúng ta thấy được có những người nói thằng đó đâu có làm gì nhà, con nhỏ đâu có gì mà sao nó cũng giàu đó. Thì cái số người ta hưởng, thấy nói không phải mình chưa chắc gì mình cực
Mình giỏi hơn người ta là mình giàu hơn người ta. Có những người không có làm giỏi, người ta được số, người ta nhờ được cha mẹ, ruộng nương để lại. Còn nhiều người thì được chồng nuôi. Thứ hai nữa là nhiều người được vợ, vợ nuôi. Nó là vậy. Rồi cái bàn tay đó là thầy nói gì? Bàn tay là không khích rịch ha. Nó đầy từ trên thịt. Để bàn tay mình chế chế nước vô cái lòng bàn tay, khi nước nó sao nước nó cũng không có lọt xuống nữa, bàn tay nó khít như vậy đó. Mà nhưng mà thường thường á thì mấy cái người bàn tay mà dày thịt quá á, thì ta nói giống sao á, thì nó cũng hơi là tham dục ha, nó hơi là tham dục, cũng hơi tham của nữa đó ha. Gọi là ta gì, vừa thâm tình mà vừa thâm tiền. Cái câu mà nói ta nói là thẳng mực tàu mà đau lòng gỗ, thì cái câu nó vậy ha. Thầy Trung ở đây chia sẻ nói chung là nó thực tế hơn ha. Nó cũng không có nói vấn gì mà nó hơi mau mè gì hết. Rồi nếu mà thường thường á, nếu mà một cái khe thì sao? À, bàn tay một cái khe bàn tay, thí dụ chúng ta mà có cái chỉ tay như thầm thầy nói ha, bàn tay cái đường máy đó mà nó đi mà nó chạy thẳng, thì chúng ta cũng phải lấy cái dùng cái chiếc nhẫn á, chúng ta phải phải chấn lại ha, chấn lại. Còn thầy này không nói, thầy nói về cái có một cái khe ha, nó hở một khe thôi, nhưng người hở hết ba khe ha, thì nó làm sao? À, thì nó một khe thì thường thường á mấy cái người á, thì đặc biệt cái người này sao, người ta không thích gò bó, tánh thì tự lập, người thì cũng vui vẻ phóng khoáng, giống như những mình sinh đứa con ra, mình nói ủa mình nói sao nó cứng đầu quá, nó không nghe, nó làm theo ý nó. Thì chúng ta kiểm tra lại coi bàn tay nó có hở gì chỗ đó không ha, nó hở chỗ đó không. Không tính gò bó, suy nghĩ thì nói chung là cũng tích cực đó, tích cực là làm việc gì ha, cũng suy nghĩ một cái chuyện, thí dụ thì làm một cái việc gì nghĩ lúc là cũng thành công không thất bại ha, làm việc gì đi thì không sợ không e dè, thì mặc được cái điểm được tích cực, cái đó là điểm điểm tốt. Tánh thì cũng cởi mở ha, nhưng có cũng biết tánh gọi là tiến thủ cũng được ha, khi nào tiến tiến cái nào thủ thì thủ, thì tánh cũng chịu khó nên cũng dễ thành công. Về tốt về vấn đề về kinh doanh đó, những người bàn tay có một cái hở này nè, một cái hở tốt về kinh doanh. Thì về cái mặt tình cảm thì cũng tốt bụng, đối với bạn bè thì chơi cũng hết lòng. Nhưng mà cái người này thì là cái hạn chế là gì? Thí dụ như khi mà mình làm một việc gì đó bị người khác từ chối, hay mình rủ, hay mình có yêu cầu cái gì đó nhưng mình được từ chối, thì nó dễ bị xúc phạm đến cái dòng tự ti tự ái, nó cực cao cái mặt này. Thí dụ thì nói giống như một người bạn đơn thượng đơn đơn thuần thôi, ví dụ ngày nào cũng vậy, bữa nay mình rủ qua mình rủ nhậu, cái từ chối đương nhiên là mình cũng bị tổn thương ha. Thí dụ như một ngày nào đó mình qua cái mình nhờ vả một việc gì đó, thí dụ thì nó một việc nhỏ thôi, người ta cũng từ chối thì đương nhiên bị tổn thương, bị tổn thương gì cái lòng tự ti nó rất là nhiều. Thì nói chung là cái người mà có cái bàn tay mà một cái khe thì nói chung là cũng 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 tốt ha. Thì nói chung là cái bàn tay này thì nó giàu thì nó cũng hơi muộn, nhưng mà cũng được hưởng gọi là phú quý vinh hoa. Đó, một khe là cũng tốt nha. Rồi bắt đầu qua là hai khe, hai khe hở thì sao? Một khe, bây giờ tới nó thêm hở thêm khe này nữa, là hai khe hở thì nó như thế nào? Đó. Thì cái hai cái khe hở thì đương nhiên là cái bàn tay thì thấy những cái người bàn tay khe hở nhiều thì như nó cực nha. Cái ngón thì nó gầy guộc mà cái gút thì nó to. Đó. Chúng ta thường thường thấy cái gút này nó to nè ha, mà dưới đây thì đương nhiên nó mới ốm. Đó. Bàn tay mình nó giống như những người ta nói bàn tay người ta đeo nhẫn thì đẹp, còn cái bàn tay của mình thì sao, nó gút mắt không mà đeo không có vừa. Đó. Khi mà đeo vô tới cái gút thì nó to, mà nó tuột vô được cái lông cuối cùng thì nó lỏng. Đó. Mà cái số mình đó như là cũng là không được gọi là phú quý rồi, không được đeo vàng rồi. Đó. Có tiền mà bây giờ muốn đeo cũng không được nữa, nó là khổ như vậy đó. Mà đeo vô thì nó không đẹp nữa. Thầy nói giống như người bằng tay người ta, bằng tay nó tròn trịa, nó trắng trẻo, người ta đeo dòng xi men rất là đẹp. Còn cái bằng tay mình nó gầy guộc, nó xương sóc không, hồi đeo vô giống ta nói không biết giống như cái gì nữa. Nó rất là xấu. Nhưng mà của người thì nhiều người thấy cũng rất là ham. Thì những cái người đeo vô thì thấy nó cũng hơi phản cảm, giống như những người ta mặc đầm thì nó đẹp, cái bằng cái đôi chân người ta nó thon dài đó, giống như gọi là búp măng. Người ta nói là gì, tay lương đùi ếch, thắt đái lưng ong. Còn cái bằng cái chân của mình thì nó ốm nhom ốm nhách, nó giống như nó xương không, nó gầy guộc giống như là con hai cái chân con đà điểu vậy đó. Đúng không? Mà chúng ta mặc cái đầm nó thung thình thì nó rất là dị hợm đó. Thầy cũng lưu ý những người mà nhất là phụ nữ ha, như là con gái đó, cái chân mình không đẹp thì mình đừng bao giờ mình mặc cái đầm, mặc 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 đầm hay mặc cũng
mà cũng cũng mới ló chân ra. Thì mình tốt thì mình khoe, xấu thì mình che. Chứ đã mình không đẹp, mình thấy bắt chước người ta bắt công rồi xong mình làm trò hề cho thiên hạ ha, người ta cười mình nữa. Thì ở còn những cái người mà cái chân mà nó quá to cũng vậy ha, thì chúng ta mặc quần riêng thì nó được đó, mà chúng ta mặc cái quần đưa ra cái chân nó giống chân voi thì nó cũng không nó cũng 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 không tốt ha. Còn chúng ta cái chân mà chúng ta mỏng xương quá thì chúng ta mặc cái quần thì ống hơi rộng rộng chút ha, thì rất là đẹp. Thì mấy người mà thường thường mà ốm gầy gò thì nó hợp với áo dài hơn. Còn những người mà đầy đặn thì người ta đầy đặn từ trên tới dưới thì người ta mặc nó hở hang thì nó ok á. Thì bởi những người giờ nó cũng vậy, mình khiếm khuyết chỗ nào thì mình ấy, nhưng mà cái đôi chân của mình nó xấu thì mình không thể nào làm đẹp hết. Ví dụ ngực chúng ta xấu thì chúng ta có thể làm đẹp được. Mặt, mũi, miệng, răng, hàm răng giờ người ta vẫn làm đẹp rất là thường. Nhưng mà cái chân mình, thứ nhất là chân chồng kiền. Chân chồng kiền thì nó cũng không thể nào mà giờ có nước mà giờ đi ép hết. Đi qua Trung Quốc mà gọi là sao nắng xương lại hết. Nó chân chồng kiền á. Hai cái chân mình đứng cái nó cong, chứ còn những người chân ta thẳng. Nó cũng xấu, nhất là đàn ông mà chân chồng kiền. Nó cũng xấu. Mà chân chồng kiền mà chúng ta mà mặc thường thường á, mặc cái áo dài nữ thì được ha, còn đàn ông mặc cái ống quần cỡ thường thường ống quần hơi rộng rộng chút ha. Chúng ta mặc cái quần mà ống mà hơi bó á, là nó cũng cũng nó cũng xấu ha. Rồi thì chung qua cái người mà có ha, hai cái khe hở thì như thế nào ha. Thì những cái người á mà hai khe hở á, thì nói chung là tánh tình á, thì nói chung là cũng rất là hòa đồng, hòa đồng. Cuộc sống thì nói chung lúc nào cũng gọi là người ta cũng muốn gọi là cái chữ bình an á, bình an, bình an. Làm việc gì thì nói chung là cũng có kế hoạch, tánh chịu đựng. Cực khổ tới đâu họ cũng thực hiện, thì từng bước thì cũng sẽ thành công. Nhưng mà có một cái là tánh thì sao, hay tự ti, mặc cảm. Thí dụ như mình tự nhiên mình xấu thì nói mình xấu hơn, thì tự nhiên mình xấu hơn người ta mình cũng mặc cảm, mình nghèo hơn thì mình cũng tự ti. Cái này là điểm điểm yếu hơn. Cái này người thì tốt, làm việc thì hăng say, cái gì cũng được tốt hết. Nhưng mà trong cái suy nghĩ á, cái suy nghĩ là sao? Cũng được, mình được cái tối ngày cái soi rọi bản thân mình không à. Thường thường á, mình làm cái gì á, mình soi rọi bản thân mình á, mình nhìn làm là việc tốt. Có những người làm không có tối ngày suy nghĩ việc mình, cứ ngồi cứ là phê phán người khác, nhận xét người khác, chê bai người khác. Còn cái bằng cái người mà có hai khe hở này là tự ti, hay suy xét về bản thân mình. Thí dụ làm việc thì người ở ngày đó mình làm nó làm chuyện, thì nhiều người có cái tánh mình làm dù cái về suy nghĩ tối ngủ cũng được đó. Họ đôi lúc họ cũng tốt vậy đó, mà làm chuyện ngày đó họ làm bị chuyện xấu một chuyện gì đó hành động đó. Cái tự họ cũng ái nái bức rứt, tại sao mình phải làm như vậy, mình thấy cũng kỳ quá đó, ha, như vậy ha. Thì cái này là cũng là một cái điểm tốt nhưng mà nó cũng là một điểm trừ đó. Thì cái đó là hơi tự ti, là cái hơi mà gọi là mặc cảm, thì cái đó hơi chúng ta phải rút kinh nghiệm ha. Thì bàn tay này nói chung sống cũng rất là cảm xúc ha, hay nhạy cảm lắm. Ví dụ như đi tới đám ma thì mình cũng dễ gọi là xúc động ha. Tới chỗ nơi mà vui vẻ thì mình cũng dễ gọi là sao, mình hòa vào cái môi trường, nó cũng rất là dễ dàng về vấn đề đó. Về nhưng mà được có một cái là tánh cũng hơi nóng nảy nha. Tánh này hơi nóng nảy. Thì về cái bàn tay này thì nói chung là cũng tốt ha, cuộc sống thì an nhàn. Ti thì nó hơi vất vả về cái tuổi trung niên ha, trung niên tuổi thơ thì nó hơi vất vả, nhưng mà về hậu vận thì tốt. Ti là không giàu, không khá hơn ai, mà cũng không nghèo khổ hơn ai, thì gọi là thuộc về cũng trung lưu nhàn hạ. Đối với người có bàn tay hai khe hở thì những cái người bàn tay cái khe hở hơn nhiều thì đương nhiên mà kết hợp với dưỡng gút thì họ rất là siêng năng ha, họ tỉ mỉ, họ làm việc chu đáo, họ sạch sẽ. Thì thầy thấy những người bàn tay mà dày thịt á, thì nó cũng không được gọi là chu đáo nha. Nó thầy bàn tay loại thứ nhất đó, bàn tay dày thịt á, mà đậm đuột thịt không đó, gặp thí dụ như mà nó dày mà nó thí dụ như nó hơi cứng thô thì nó cũng còn gọi là khả năng gọi là siêng năng hành động làm việc ha. Chứ mà chúng ta thấy mà trắng mịn mềm mại, trắng tươi
mà ta nói cái bàn tay mà nó trắng hơn cái da tay, nó trắng hơn da mặt nữa, thì chúng ta đừng có nên xài ha. Dòm cái bàn tay đó thì chúng ta đừng có xài người ta, bắt làm cái này ví dụ giặt đồ, rửa chén, hả, làm những cái việc nhà cực khổ là họ không thể nào làm được đó. Nhưng mà cái bàn tay những cái người như vậy thì họ kêu họ ngồi ha, nói chuyện bàn lý luận thì rất là giỏi. Rồi thì chung nói về cái bàn tay thì nó ba khe hở thì như thế nào ha, nói hai khe giờ là ba khe. Thì những cái thường thường những cái bàn tay mà khe hở nhiều thì đương nhiên nó cũng phải hơi vất vả hơn ha, nó phải vất vả hơn những cái bàn tay gọi là u mềm hơn. Bàn tay mà khe hở nhiều quá thì nó cũng ba khe hở thì lập trường hơi nó không kém, lập trường không dứt khoát, không có chính kiến. Ví dụ như ai nói cái gì mình thôi cũng được, ai kêu làm gì cũng chịu, cũng không phản bác, không ý kiến, do dự hay do dự. Thì cái việc cái này thì đối với những người này thì người ta nói là hơi vô tư, thiếu cảm xúc. Như lúc họ sợ là sao, tại vì những cái người này thì họ sợ vào mít lòng, thì mà có cái chuyện gì mà thì nói giống như là tranh chấp giải quyết đánh lộn hay là trên đó, thì họ không có sức đầu độ diện được. Họ làm bên đây họ cũng sợ mít lòng, làm bên kia thì họ cũng sợ gọi là bị tổn thương. Nên thì những người bằng tay vậy thì cũng đừng kêu họ ra mà để giải quyết tranh chấp thì nó không tốt ha. Đó. Nhưng mà được có một cái thì cái người này tánh tốt, chịu cực, làm việc gì cũng siêng năng và công việc tôi tốt. Nhưng mà cái chuyện mà vào quản lý mà vấn đề mà gọi là đứng nhóm mà để giải quyết quản trị nhân sự thì không hết, không hết. Ví dụ vô một cái công ty nào đó, chúng ta làm quản trị nhân sự hay là hoặc làm cai làm thầu không được, thì người này có tính chất là người thợ thôi. Ví dụ như là làm kỹ sư cũng được, thợ hoặc là thầy. Nhưng mà đứng về tổ chức thì nó hơi ấy, tại vì thiếu chính kiến, thiếu lập trường, thiếu quyết đoán thì không thể đứng đầu tổ chức được. Nhưng là chỉ là một người, nếu một ông thợ thì cực kỳ là giỏi, là giỏi. Thì họ này thích hợp với cái công việc, chúng ta đưa một công việc thì họ hoàn thành rất là chu đáo tốt, họ không có ý kiến. Chúng ta thường thường đi làm việc, chúng ta có những người trong thế, mình đưa ra công việc đầu nó cãi ha, nó cãi, nó nói đủ thứ, nói chuyện này nói chuyện kia. Còn những cái người thường một người đứng trước cần những cái người này rất là nhiều, không biết giao việc cho họ họ thành công, không ý kiến ý cò gì hết. Có những người ý kiến ý cò rồi phản bác ý kiến này nọ rất là nhức đầu ha, nhất là một trong một cái tổ chức lớn, nhất là công ty đó. Thì nó cũng nhiều bè phái lắm, thì có những người mà cũng có tài năng lắm thì mới giải quyết được những cái đám gọi là nổi loạn. Ở trong công ty thì chúng ta thấy cũng nổi loạn rất là nhiều ha, thì cái nào cũng có, ở trong tổ chức nào nó cũng có phần tử gọi là nó cũng cực đoan, nó cũng đi ngược lại hết, công ty nào cũng có hết. Nhưng mà cái những người mà cái công ty người ta thích tuyển những cái công nhân, những người làm việc giống như ông thợ sai đâu đánh đó giống như thiên lôi thì được việc, không có yêu sách gì hết. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài lần sau ha. Hôm nay thì chung cũng chia sẻ về cái bàn tay, những cái khe để chúng ta xem cho vui ha, nó vui ha. Thì cái này nó có tính chất gọi là thầy thấy là nó cũng đúng đó, nhưng mà phải chúng ta muốn xem kỹ thì phải kết hợp nữa ha, chứ nó không phải cái khe đó không ha. Cái khe tay thì nó còn nhiều cái kiểu bàn tay nữa, kiểu bàn tay ha, bằng tay bè, bằng tay vuông, bằng tay hình chóp, bằng tay nhọn, nó là bốn kiểu bàn tay đó. Thì bốn kiểu bàn tay đó, những người mà nó có khe hở không khe hở thì nó còn rất là tính cách rất là nhiều, thiên biến vạn quá ha, chứ không phải này thầy nói chỉ là nó đơn giản cho dễ hiểu một vài tính chất gọi là đặc trưng về cái những cái khe hở thôi ha. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại, chúc tất cả mọi người chúng ta xem trên cái lòng bàn tay của chúng ta có bao nhiêu hở để cho vui ha. Nhưng mà cũng thầy chung cũng rút ra một kinh nghiệm, chúng coi chúng ta nhất là trẻ thơ nhỏ mà còn ở trong tháng hay nó còn 1 tuổi 2 tuổi thì chúng ta đặc biệt là không cho trẻ nhỏ nó dòm bàn tay ha. Con nít mà nó dòm bàn tay của nó là sao, người xưa người ta rất là kiên cử, nó dòm bàn tay là sao, nó gọi là nó chết yểu. Cũng như giống như người ta nói nó nhỏ nó dòm bàn tay nó giống như sao, tuổi thọ nó không, nên người ta kiên cử nhất là con em của chúng mình. Con nít là không cho nó xem chỉ tay, là tự nó xem á, con nít này tự nhiên nít thì thường thường ít nào nó xem lắm. Chúng ta
con cháu chúng ta mà khi mà nó tự nhiên nó xè tay rồi nó dòm ra là một điều cũng là nó kỳ lạ ha. Chúng ta phải nên tránh cái này, kiên cử là không cho. Rồi thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một cái buổi thư giãn ha, xem cho nó vui. Rồi thầy Trung xin chào.